Hà Nội hủy quyền mua nhà ở xã hội của 7 trường hợp do không đủ điều kiện. Cụ thể là sau khi rà soát đối chiếu, Sở Xây dựng Hà Nội và chủ đầu tư đã phát hiện 7 trường hợp không thuộc diện nhưng vẫn bốc thăm trúng suất mua nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. 7 người này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nơi ở khác, thậm chí là một cá nhân còn có đến 300m² đất. Lúc này, nhiều người quan tâm là ai sẽ được quyền mua 7 căn hộ đó, bởi giá một căn hộ chỉ hơn 1 tỷ đồng. Đại diện chủ đầu tư cho biết hiện đang xin ý kiến Sở Xây dựng Hà Nội về phương án xử lý với các căn hộ này. Được biết, nếu tiến hành bốc thăm lại, với hàng nghìn hồ sơ đăng ký thì rất khó khăn để tổ chức, gây lãng phí lớn về thời gian và chi phí. Phương án của Sở Xây dựng như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Xin được thông tin thêm đến quý vị, để được hỗ trợ mua nhà ở xã hội, ngoài việc phải nằm trong 10 nhóm đối tượng được hưởng chính sách, thì người mua nhà cũng cần phải đáp ứng những điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập như sau. Người chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở và đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, nơi học tập, hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực. Phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội. Trường hợp không có đăng ký thường trú thì phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố đó. Đối với cán bộ công chức thì phải thuộc diện, không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo và cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.